vụ án Đỗ Hữu Ca, Tô Đại sẽ phải tội gì của hệ Vương trong quá khứ? Cựu giám đốc công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sẽ ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhận tới 35 tỷ đồng với lời hứa chạy án trong vụ mua bán hóa đơn trái phép. Công luận tin rằng phiên tòa này được xét xử ở tỉnh Quảng Ninh, địa bàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính và hy vọng đây sẽ là phiên tòa xử đẹp. Cựu giám đốc công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca hầu tòa. Báo Người Lao Động vào ngày 9 tháng 4 đưa tin, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca ngày mai hầu tòa. Bản tin cho biết, vào ngày 10 tháng 4, tòa án tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác với tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng khai với cơ quan điều tra của công an Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến nhà ông. Song ông Ca không thừa nhận số tiền đó để chạy án, cũng chưa dùng 35 tỷ đồng đó để lo chạy án như tố cáo. Với lý do vì đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội. Đồng thời, ông Ca cũng đã nộp lại đủ 35 tỷ đồng. Theo giới quan sát, điều đó cho thấy lời khai trên xuất phát từ kinh nghiệm khai báo lão luyện của tướng Ca để tránh được tội chạy án, là một tội danh sẽ có hình phạt nặng hơn. Tỉnh Quảng Ninh là một địa bàn chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng đừng quên ông Chính từng là Trung tướng tình báo của Bộ Công an trước khi trở thành Bí thư Quảng Ninh. Công luận từng đánh giá tuyên bố của Đại tá Đinh Văn Nơi khi được Bộ Công an quyết định điều từ An Giang ra nhận trách nhiệm làm Giám đốc Công an Quảng Ninh. Tôi sẽ lựa những ai có mối quan hệ với cấp cao để bắt trước. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải điều Đại tá Đinh Văn Nơi từ An Giang ra Quảng Ninh thì mới túm cổ được Đỗ Hữu Ca. Quan trọng hơn, theo giới phân tích, trong việc khởi tố bắt giam đối với ông Đỗ Hữu Ca thì chạy án chỉ là một chuyện phụ. Mục tiêu chính của Bộ Công an là bóc gỡ những sai phạm khủng khiếp của Bộ Tài chính, đặc biệt dưới thời ông Vương Đình Huệ làm Bộ trưởng trước đây. Những sai phạm này có thể là thiếu trách nhiệm để tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, giá trị gia tăng VAT trong một thời gian rất dài nhưng không bị xử lý. Việc Công an tỉnh Quảng Ninh đã không truy đến cùng để buộc Tổ tướng Đỗ Hữu Ca tội chạy án là điều dễ hiểu, bởi việc bảo vệ hình ảnh cho ngành công an là điều bắt buộc. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng trước khi bị bắt. Trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, theo giới quan sát, chỉ còn hai ứng viên có tiềm năng cao nhất là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, vẫn theo giới thạo tin trước đây, trong thời gian ông Vương Đình Huệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã có rất nhiều sai phạm tày đình diễn ra, gấp hàng vạn lần Võ Văn Thưởng. Đây là một tử huyệt của Huệ Vương và Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thể chạm ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc. Đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều đó có liên quan gì đến tin đồn ông Phạm Minh Chính và các phe cánh khác trong đảng đang kế hoạch chặn đường ứng viên Tổng Bí thư Vương Đình Huệ? Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư sắp tới đây. Đánh giá về tiềm lực và khả năng của các phe phái trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư vào lúc này. Theo đó, phe mạnh nhất là phe Nghệ Tĩnh, không chỉ với số lượng ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng rất lớn, mà phe này còn nắm giữ nhiều vị trí có quyền sinh, quyền sát như Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đó là lý do vì sao những sai phạm của các nhân sự chủ chốt thuộc phe Nghệ Tĩnh như Vương Đình Huệ thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính hay những bê bối của Phan Đình Trạc thời giữ chức Bí thư Nghệ An cũng không hề nhỏ. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đều lờ đi và bỏ qua không xử lý. Nếu như Bộ trưởng Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay tạo thành liên minh mới thông qua vụ án Đỗ Hữu Ca để vạch trần những sai phạm và trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ trong vụ
hóa đơn đỏ VAT, thì phe Nghệ Tĩnh và Tổng Trọng xem ra khó chống đỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vụ án Đỗ Hữu Ca, Tô Đại sẽ phạch tội gì của Huệ Vương trong quá khứ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Vì sao Tổng Trọng phải truy cùng diệt tận 7 phúc và phe cánh? Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm của nhiệm kỳ đại hội 13, từ năm 2021 đến năm 26, đã có 4 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị, 21 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, phải thôi chức để chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, là những bằng chứng về cuộc đấu đá quyết liệt tại Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực diệt trừ hậu họa. Trong đó, hệ thống chính trị ở Quảng Nam của Nguyễn Xuân Phúc bị xem là mối đe dọa tiềm ẩn. Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị miễn nhiệm. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 8 tháng 4 đưa tin Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị miễn nhiệm. Bản tin cho biết, tại kỳ họp bất thường sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Quảng Nam đã biểu quyết miễn nhiệm ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang ra khỏi chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đại biểu có mặt đã đồng ý. Theo giới quan sát, thông tin này cho thấy việc truy cùng diệt tận với thế lực chính trị của ông Trùm xứ Quảng nói riêng và phe cánh miền Trung là điều có thật. Nhà phân tích chính trị Việt Nam Abusa mới đây có bài bình luận điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ đảng lãnh đạo. Theo tác giả, có những dấu hiệu cho thấy ông Trọng, người đã thâu tóm một quyền lực chưa từng có và đã khiến những đối thủ của mình như Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi với mục đích đưa những người thân cận vào các vị trí quyền lực. Một trong những lý do ông Trọng loại bỏ không thương tiếc ông Phúc rồi đưa ông Thưởng ngồi vào chỗ đó bởi trước đây ông Phúc và phe cánh đã cản phá quyết liệt ý đồ của ông Trọng muốn đưa Trần Quốc Vượng kế nhiệm tại Đại hội 13. Lúc đó ông Vượng là thường trực ban bí thư, kết quả ông Vượng đã phải nghỉ hưu và đó cũng là lý do ông Nguyễn Phú Trọng lại thêm nhiệm kỳ thứ 3. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, giới phân tích quốc tế đánh giá Tổng Bí thư Trọng là người đứng đầu đảng chuyên quyền nhất, độc đoán nhất và cũng là người nắm quyền lực thực chất cao nhất, thậm chí còn hơn cả ông Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn được đánh giá là người nhiều quỷ kế. Để loại bỏ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ giữa năm 2022, phe cánh của ông Trọng đã thông qua Bộ Công an tung tin rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là tổng đạo diễn trùm cuối của đại án kit xét nghiệm Việt Á. Tuy nhiên, trong lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, trước ống kính của các hãng truyền thông trong và ngoài nước, ông Phúc đã tuyên bố như sau. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Đáng chú ý, ông Bảy Phúc khẳng định việc vợ con ông không liên quan đến Việt Á đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Tổng Trọng là người nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngoài sự ủng hộ triệt để của Bắc Kinh, ông còn nhận được sự ủng hộ của không giới hạn của các nhóm Nghệ Tĩnh. Trong đó, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú, một đồng minh thân cận của ông Trọng. Chắc chắn ông Trần Cẩm Tú sẽ không im lặng nếu điều ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là sai trái hoặc khác với sự thật. Bản tin của đài BBC tiếng Việt cũng nhận định câu nói trên của ông Phúc dường như muốn trả lời để dập tắt những đồn đoán trước đó. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2023, hầu hết các cơ quan báo chí Việt Nam đã đồng loạt đăng tải phát ngôn của cựu chủ tịch nước về việc gia đình và vợ con ông. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, phần phát ngôn quan trọng đó của ông Phúc đã không cánh mà bay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông quốc tế thời điểm đó đã đưa ra bình luận rằng điều đó cho thấy cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong đảng đã bộc lộ công khai và quyết liệt. Ban tuyên giáo Trung ương đã hành động không quang minh chính đại, che giấu sự thật, càng khiến dư luận hoang mang và nghi ngờ hơn. Theo giới phân tích, ít ai biết được về lý do thực sự khiến ông Trọng không chịu rời bỏ quyền lực, bởi đây là điều không hề dễ dàng. Hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã gây lắm thù và chuốc cũng rất nhiều ân oán với các lãnh đạo cấp cao trong đảng. Cứ nhìn cách mà Tổng Trọng đối xử với Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trước đây, cũng như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây thì rõ. Hơn ai hết, ông Trọng hiểu rất rõ luật nhân quả. Cá ăn kiến, rồi có ngày kiến ăn cá. Để thấy trong những ngày tháng cuối đời, ông Trọng khó có thể được yên ổn. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Trọng phải truy cùng diệt tận 7 phúc và phe cánh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.